Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối của ngày 13 tháng 8 năm 2022. Tôi xin chia sẻ đôi điều các bác thế này. Về những đảng viên mà chúng ta phân biệt, đó là ngụy đảng viên hay chân đảng viên. Để nói về ngụy đảng viên ấy, đó là những kẻ mà có thể nói họ mượn đảng. Họ mượn đảng như là một công cụ, một phương tiện để mà tiến thân, để từ đó mà trục lợi. Chứ còn họ có yêu đảng gì đâu, họ có yêu tổ quốc gì đâu, họ chỉ để làm dày cái túi tham của họ thôi. Thì đó là những người mà chúng ta hay gọi rằng là ngụy đảng viên. Còn những đảng viên chân chính ấy, thì xin thưa các bác rằng là họ không bao giờ có cái chủ nghĩa cá nhân. Họ vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân tộc, lý tưởng thì như bác Hồ đã mô tả, mục đích, tôn chỉ thì như cương lĩnh của đảng, và họ là làm như lời của bác Tổng Bí Thư. Nhưng có một cái thứ đảng viên nó đông hơn, đó là những cái thứ đảng viên mà chúng ta gọi rằng là im lặng. Và họ có gì là cũng xuôi chiều, họ hèn kém, họ hèn mặt, và thế nào cũng được. Thế đúng thì chẳng dám đấu tranh, mà thấy sai, thế đúng thì chẳng dám bảo vệ. Thế gọi là thấy đúng thì chẳng dám bảo vệ, mà thấy sai thì chẳng dám đấu tranh. Đó là những thứ đảng viên mà chúng ta gọi rằng là vật vã vật vờ. Như là những cái người mà sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, chỉ cần một cái chốn dung thân và nhận những cái đồng lương cỏm cõi. Đó là những cái thứ đảng viên mà chúng ta có thể nói rằng là họ một phần nào đó thì họ ngả về phía những cái kẻ gọi là ngụy đảng viên. Có một cái đặc điểm tâm sự thế này, ở trong cái thời đại ngày nay, cái thời đại mà xin thưa với các bác rằng là chúng ta đang cố gắng và chúng ta đang quyết liệt để phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một cách dễ thấy nhất thì nhiều bác có hỏi tôi rằng là làm thế nào để phân biệt được những người mà tử tế hay không tử tế. Thì tôi xin chia sẻ các bác thế này. Những đảng viên ấy, chúng ta nhìn lên và chúng ta thấy rằng là có nhiều cán bộ, thậm chí cán bộ lãnh đạo ở cấp rất cao, họ có một đặc thù thế này. Bởi vì cơ chế của chúng ta mà đó, thì có thể nói rằng là giữa cái việc mà phục vụ lợi ích cho nhân dân, và thứ hai nữa rằng là để mà thăng tiến, thì họ chỉ phục vụ lợi ích, hoặc họ chỉ cần những, họ chỉ cần gọi rằng là những cái ý kiến đồng ý của một số ít đảng viên, đặc biệt là những đảng viên lãnh đạo cấp cao, là họ có thể có đường thăng tiến được. Thế nên tự nhiên cái cơ chế đó nó sinh ra một loại đảng viên mà các bác có thể rất thấy rất dễ. Họ đi lấy phiếu, nhưng mà không phải lấy phiếu của người khác, mà lấy phiếu của một số ủy viên hoặc là gì đó, ủy viên trung ương gì đó ở trong cái hệ thống của mình, những người mà có thể nói rằng là có tính quyết định cho cái cuộc sống của họ. Những đảng viên này thì đặc thù như thế này, họ đi đâu họ cũng khen nhau là chính. Các bác nên đấu tranh với những đảng viên đó. Một trong những biểu hiện tôi nghĩ rằng là tiêu cực ấy, đó chính là họ không dám gọi rằng là họ không dám đấu tranh, họ không dám bảo vệ cái đúng, họ không dám đấu tranh với cái sai, và đi đâu làm gì họ cũng chỉ khen thôi. Ví dụ như là đi đến một tỉnh thành thì họ khen nọ khen kia, đi đến một nơi nào đó họ cũng chỉ khen nọ khen kia. Còn đâu thì xin thưa các bác rằng là họ không dám phê phán hay nhìn thẳng vào cái sai và thúc đẩy hoặc là tạo một cái gì đó để mà gọi rằng là trong cái bộ máy của họ hay là gì đó để mà chúng ta hay gọi rằng công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng. Họ có thể nói về người khác cái vân vân rất hay, nhưng đối với chính cơ quan của họ, chính những nơi mà họ làm thì họ không dám đụng chạm đến. Có nghĩa rằng là các bác chỉ cần nhìn thấy những con người như vậy thì đó là những kẻ mà cơ hội chính trị. Những kẻ cơ hội chính trị thì xin thưa các bác rằng là họ chỉ nói hoặc là chỉ quan hệ để mà làm vừa lòng người khác, ngại va chạm. Đó là những người mà có thể nói rằng cơ hội chính trị là những người mà ngại va chạm, không dám đấu tranh, không dám nói về cái xấu, không dám nói về cái mặt tồn tại. Cũng giống như các bác thôi, khi mà một ai góp ý về cái mặt tồn tại của các bác thì một cái mặt nào đó mà các bác làm chưa tốt thì đương nhiên là chúng ta cảm thấy rằng là không thoải mái.
đúng không ạ? Nhưng mà suy đi suy lại cho cùng thì chúng ta mới thấy rằng là chính những lời góp ý như vậy thì mới làm cho mọi thứ và cho hệ thống và bản thân các bác mới tốt lên. Thế nhưng có những cái đảng viên ấy, có những cán bộ lãnh đạo cấp cao ấy, thì xin thưa các bác rằng là họ không dám, hoặc là họ không muốn, thực ra là không muốn nói. Và đi đâu họ cũng chỉ là khen nhau. À, xin chào các bác rằng là dạ, xin chào anh, dạo này anh có khỏe không? Và tôi thấy vừa rồi là bên tỉnh anh là có một số cái là tốt lắm đấy. Đó, cố gắng phát huy nhá. Đầu ngành đúng không ạ? Đó, gọi rằng là chúng ta phải phấn đấu để mà là trở thành đầu ngành của cả nước, ví dụ thế. Chứ còn không dám nói rằng là tôi thấy rằng là chỗ của anh là vẫn chưa phát huy hết cái khả năng tiềm lực. Đó, tôi thấy rằng bộ máy của anh là vẫn còn trì trệ, ở đây vẫn còn rất nhiều đơn thư. Vừa rồi là tôi thấy rằng là trên trung ương người ta nhận thấy rằng là chỗ của anh là còn một số cái dự án mà người dân rất là kêu. Đó, cho nên xử lý rút gọn đi, không là dân người ta kêu lắm. Tôi thấy rằng là một số cái tố cáo là có cơ sở, các anh phải cố gắng mà các anh giải quyết đi, không để đến bây giờ là chết dở đấy. Thế thì họ không dám nói những cái kiểu như thế, không dám ấy rằng, mà chỉ có bắt tay bắt chân và ca ngợi nhau. Thì đó là những cái đảng viên mà xin thưa với các bác rằng là chúng ta nhận diện rõ đó là những người mà theo cái chủ nghĩa cơ hội, theo cái chủ nghĩa cơ hội. Và họ gặp mặt nhau, họ nói chuyện gì thì cũng vì rằng là cùng nâng đỡ nhau để mà cùng nâng đỡ nhau để mà đi lên, chứ không phải để mà giúp cho đất nước, giúp cho quốc gia này. Có một số cái thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ một số đảng viên là dạng như vậy. Còn một số đảng viên ấy mà thật sự là quyết liệt đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, không ngại va chạm, thì họ lại bị một cái gì đó là cái thằng này là cái thằng mà định chơi trội đây, cái thằng này là cái thằng mà vân vân đây. Thì xin thưa các bác rằng là bây giờ chúng ta cần những cái đảng viên, và chúng ta người dân để tin những cái đảng viên mà dám đấu tranh, dám bảo vệ cái đúng, dám bảo vệ cái đúng, đúng không ạ? Dám đấu tranh với cái sai, thì đó mới là những cái đảng viên mà chân chính. Còn những cái đảng viên mà một đời hai phải, suốt ngày đi ca ngợi nhau, thì chắc chắn đó là những cái đảng viên mà chúng ta thấy rằng là nhận diện cái nó gọi là chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cơ hội trong hệ thống đó. Đúng không ạ? Các bác đi thì các bác thấy rằng là có những loại người này rất nhiều, không chỉ trong khối nhà nước mà cả trong cái khối tư nhân nữa. Họ thì hầu hết họ dùng cái mà chúng ta gọi là không có cái dũng khí. Tôi thì tôi từ năm 2020 thì tôi cũng lập kênh, thì tôi cũng chia sẻ rằng là với lãnh đạo ấy thì họ cần có ba cái chữ T. Đó là chữ T là chữ đầu tiên là chữ tâm. Làm cái gì mà tâm đây là tâm tốt ấy, nội hàm của nó là tâm tốt chứ không phải là tâm bất thiện đâu. Tâm tốt ấy có nghĩa là làm cái gì cũng nghĩ về quốc gia, lĩnh vực dân tộc. Đấy là cái thứ nhất. Hoàn toàn trong sáng liêm khiết. Còn cái thứ hai đó là chữ tài. Đương nhiên với những người này thì họ phải thật sự có tài, họ có tầm nhìn, họ có cách thức, họ có sách lược, thì đó là cái chữ tài. Và cái thứ ba nữa thì xin thưa các bác rằng là đó là chữ tầm. Chữ tầm này giống như kiểu là cái chữ dũng. Làm người thì phải có tầm, nghĩa là nói thì phải triển khai được, đó, làm thì phải làm được, nói phải đi đôi với làm, và làm thì phải đi đôi với nói. Đó là cái chữ tầm, nghĩa là dưới họ cũng phải nghe theo mình, mình phải điều chỉnh được cuộc họp vân vân gì đó. Thì đấy là cái chữ tầm, hay gọi là chữ dũng, nghĩa là dám làm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có một số người là không dám. Đó, bây giờ thì đa số một người là ba T thì là tình nghĩa là tình, đầu tiên là phục vụ cái dục vọng của con người, thứ hai là tiền, phục vụ đầy cái túi tham, tá lả. Đó là những cái trò và những cái thú vui, và xin thưa các bác rằng là không lành mạnh. Tá lả, tôi gọi là tình tiền tá lả. Sắp tới chúng ta sẽ đón nhận rất nhiều tin, thì qua đó chúng ta sẽ nhận diện được những cái đảng viên nào mà chúng ta thấy rằng là đó là những cái đảng viên bất chính, bất lương. Và xin thưa các bác là họ sẽ dần sẽ bị loại ra khỏi hệ thống, bởi vì họ không phục vụ lợi ích vì quốc gia, vì dân tộc, đúng cương lĩnh và tôn chỉ của đảng. Còn những đảng viên chân chính
thì họ sẽ được trao những cái quyền hạn. Quá trình này không phải là cái quá trình một sớm một chiều, không phải là một đêm là xong ngay, mà sẽ phải rằng là nhiều đêm và thậm chí rằng là nhiều năm thì chúng ta mới có thể là chuyển biến được cái này. Nhưng đây, công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng là một trong những cái xu thế tất yếu, không thể đảo ngược. Cho nên đó chính là lẽ phải, đó chính là chính nghĩa, đó chính là chân lý. Và tà thì không thể thắng chính được. Chính vì thế mà vấn đức chúng ta rất sáng. Đôi điều chia sẻ các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.